Còn khoảng nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng những cây đào mạ vàng này đã được đặt mua gần hết. Năm nay, nhóm nghiên cứu của công ty Mỹ Nghệ Việt dự kiến cung cấp cho thị trường Tết khoảng hơn 20 cây đào mạ vàng đẹp mắt và độc đáo. Cũng như hàng năm Tết đến xuân về thì sẽ có rất nhiều các loại quà tặng. Năm nào thì như năm nay thì là lợn, mọi năm thì có thể có những con giống, con vật khác. Nhưng mà chúng tôi đã rất nhiều năm chúng tôi ấp ủ thai nghén ra một cái sản phẩm nó mang nhiều ý nghĩa hơn, đó là một cái cây. Nó là cây đào. Cây đào nó mang một cái tính chất đón xuân. Thứ hai là với cái phong tục Việt Nam mình thì cây đào nó mang rất nhiều ý nghĩa về ngày xuân. Thứ hai nữa là chúng tôi mang một cái hồn, cái dáng của một những cái cây cổ thụ đưa vào trong cái ngày Tết, cộng với đó là cây đào nữa. Nên là mang một cái sự may mắn tới cho những cái người dùng những sản phẩm này. Đào mạ vàng có chiều cao 48 cm, cành mọc chưa đều ra xung quanh, đặc biệt trên đó là hàng chục bông hoa màu đỏ thắm. Theo nhóm tác giả, công đoạn khó nhất của đào mạ vàng chính là ở khâu tạo mẫu. Làm thế nào để ý tưởng về cây đào cổ được thể hiện trọn vẹn trên tác phẩm chính là trăn trở của các tác giả. Và phải 6 tháng sau, những cây đào mạ vàng này mới được hình thành. Tức là chúng tôi muốn là bảo tồn cái nét văn hóa, một cái rất là độc đáo. Tức là Việt Nam mình có cây đào thất thốn, cây đào tiến vua. Đấy, tiến vua tức là chỉ dành tặng cho những cái bậc rất là cao. Chúng tôi tạo ra cây đào này thì mong muốn là thứ nhất cái người sở hữu nó và cái người mà mua tặng, cho tặng để cho người khác sở hữu nó thì thực sự mang lại một cái điều may mắn, an khang, thịnh vượng, phát tài, phát lộc. Đào mạ vàng được chế tác theo phương pháp thủ công truyền thống với nhiều công đoạn khác nhau. Chất liệu chính là từ đồng có xuất xứ từ Mỹ với giá từ 50 đến 100 triệu đồng một cây. Sau đó, cây đào được mạ vàng 24K trở thành cây đào tiến vua độc đáo. Tuy giá khá cao, nhưng cây đào mạ vàng lại được nhiều người lựa chọn bởi mang thông điệp về may mắn và tài lộc. Tôi thích cái dáng của cây đào này là vì đây là cái đào dáng long và cái thế là dáng long, biểu tượng cho ngũ phúc của phong thủy. Toàn bộ cây đào được trồng trong chậu làm bằng gỗ hương, một loại gỗ có lợi cho sức khỏe gia chủ khi đặt trong phòng khách của gia đình hoặc phòng làm việc. Những cây đào mạ vàng sẽ có trong căn phòng của nhiều gia đình dịp Tết này như lời chúc năm mới thịnh vượng và sung túc.